Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Hôm nay từ máy bên em về được một con động cơ máy dầu nhỏ mini của bác chị em, F4 nha. Con này đời cổ quá. Nhưng mà đời này là đời có đèn. Rất là hiếm quá chị em, F4 mà F4E đời có đèn á. Đời có đèn thì bộ em nó vuông. Bộ em vuông, bộ lửa vuông luôn. Quá là trời mới máy. Mới so với cái F4 mà cái đời cổ của bác chị em. Chứ không phải là mới so với mấy cái máy đời mới này thì mình không có bị được các bác chị em. F4 mà đời cổ mà nó mới gì thì thôi khỏi nói rồi. Từ chi tiết luôn. Nắp lắp. Nước sơn nước ơi còn nguyên ghi, nguyên ghi. Nắp chụp cò, tay bẻ cò thì nó thiếu cái miếng ngủ ngoài ha. Miếng che lửa bên đây. Oxy hóa theo năm tháng. Cái điện cho là. Bình dầu thì nó chốc nước sơn chỗ này. Mặt ga nè. Quá đẹp. Này có cái cụm bơm lượt nhớt luôn các em ha. Cái ống này mới thay vô. Bị cấn nè. Giá đèn các kiểu luôn ha. Ốc hến rồi, còn nguyên bản. Chưa đụng đậy quá các em nha. F4 nè. Dòng này thì quá tuyệt vời luôn. Đây có đèn luôn, quá xinh xắn luôn. Anh em cô bác nào mà chơi đồ cổ á, mua trưng bày á thì mua cái động cơ này về trưng bày luôn. Cực đỉnh luôn ha. Này là chỉ vệ sinh sơ thôi nghe, không có tẩy rửa đồ, không có chà, nghiêng qua kìa. Chà tẩy nữa thì mới nữa các bác nha. Nói chung là chà rửa thì mới nữa nha, nhưng mà thôi. Rửa sơ cái là quay cái cô bác em xài máy chuyên nghiệp nhìn là biết liền ha. Đó. Mấy cái này nè, chà ra trơn. Nhưng mà nó quá trời không có thời gian. Đồ buồn. Mình quay cho cô bác anh chị em xem thì con chị em biết được cái độ mới nó như thế nào nha. Đó. Cực kỳ luôn ha. Rồi, quay máy cho cô bác anh chị em tham khảo nha. Quay đi, thầy dịnh cho quay. Quay nó hơi dài, quay cái nó đụng cái tay, nghiêng máy qua quay. Đúng. Quá cực kỳ. Mình thương cái dòng ép này, cái bơm nhớt của nó quá dèm. Bơm nhớt của nó cực kỳ luôn. Bơm nhớt quá là mạnh luôn. Mấy cái ép này mà máy nó chuẩn rồi quá dèm. Garanti nó đã lắm. Máy mà đúng chuẩn á, garanti nó cực kỳ luôn. Đây. Garanti cực kỳ luôn. Kỳ luôn nha anh có anh em mà nhanh tay thì mua cái động cơ này gì ha. Đó. Dịch này ra không? Dịch này ra, dịch mạnh ra. Mạnh luôn, mạnh luôn. Quá đã. Cực kỳ luôn. Nhớ đỡ được không? Trời ơi, quá em gọi nhỏ nhỏ với người ta quay rồi.
cấp cho một cuộc tình. Rồi, bác anh em ơi, anh Ti thì thầm mùa xuân. Anh Ti thì thầm mùa xuân luôn. Quá êm luôn. Nó nữa rồi con. Thì thầm mùa xuân luôn. Quá trời, cái máy đã rồi quá trời ơi. Bơm nhớt khủng khiếp luôn. Mạnh ghê luôn. Nhỏ nè. Nhỏ nữa. Ê ơi. Quá đẳng cấp. Cực kỳ cho một động cơ. Cực kỳ luôn. Cái anh đi từ dòng luôn. Quá chuẩn. Bô thu gan khối luôn. Có khối thừa chứ. Mình rất là vui khi được mua cái động cơ F4 này nha. Quá im. Tốn đầy có đèn. Nguyên zin, nguyên bản. Cái anh Ti thì thầm luôn. Đèn mờ mờ lu lu. Rất là nhỏ luôn nha. Để mình nhỏ nữa rồi được không? Nhỏ luôn. Quá dữ. Nhỏ xíu xíu luôn. Trời ơi. Kiếm vòng luôn quá vậy em ơi. Thứ gì chịu nổi. Cực kỳ luôn. Đã nha. Nói chung là máy dầu mình ít chứ quá vậy mày, ít có mua máy dầu lắm mà mua được con máy này mừng thôi. Quá im, cảm thấy nó đã sao đâu á. Chứ đối với cô bác anh chị em người ta bán máy nhiều á thì mấy cái máy này đối với quý anh em ta bình thường, còn đối với mình bán rất là ít, cho nên mình mua được con máy rất là đã. Cái này mình khoái quá vậy em, em thông cảm nha. Cái này nó nhỏ xíu xíu luôn trời. Rồi, các bác chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em động cơ mini F4 nha. Quá đẳng cấp. Mấy triệu bạc các bác chị em ơi. Mua về để quán cà phê đồ ngắm nhìn đồ chơi nha. Rồi, cảm ơn các bác chị em đã nhín thời gian vào xem video của em. Xin chào, hẹn gặp lại.